Quyết định của ban giám khảo đã đưa mình về đội của anh Binzy. Khi chương trình diễn ra thì có lẽ là đội anh Binzy cũng có rất nhiều quái vật. Ngay vào con hook đầu tiên, khi mà mình đáp xuống beat thì anh Rhymastic đã sẵn sàng đạp. Và tiếng xì khói đó thì cũng có vẻ hơi làm mình mất tập trung một chút. Nhưng mà không sao, mình vẫn chưa có một lỗi nào xảy ra cả. Quan trọng hơn cả là không khí ở trong khán đài lúc đó thì tất cả các huấn luyện viên và giám khảo cùng đi xuống nhảy với cả bài hát của mình. Mình thấy vui vì điều đó. Yeah, Obito là một đối thủ rất đáng gờm. Các bạn phải cẩn trọng điều đó. Để trở thành một rapper chuyên nghiệp, đó là một ước mơ quá xa xỉ đối với mình. Bởi vì trước đây khi giáo viên hay là tất cả bạn bè hỏi công việc tương lai hay là bạn muốn làm gì sắp tới, mình chưa bao giờ sẵn sàng nói rằng mình có ước mơ để làm rapper cả. Vì gia đình của mình, thành tích học tập của họ hàng và tất cả những thành tựu của anh chị em trong gia đình quá khủng so với đối với mình. Pepsi không calo, sảng khoái tột đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon, view cùng rap Việt. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bùi Đức Trần Hoàn, sinh năm 1998, hiện tại đang sống và làm việc tại Hà Nội. Rap name của mình là Impossible. Impossible chứa đựng rất nhiều ý nghĩa của mình ở trong đấy, bởi vì mình muốn bản thân mình cảm thấy tự tin hơn, ít nhất là trong chương trình của Rap Việt này. Hiện tại mình đang là sinh viên của trường Đại học Quốc gia Hà Nội và ngành mình theo học là kế toán kiểm toán. Ban đầu mình cũng có ý định là theo đuổi nghệ thuật, nhưng mà có lẽ là nó chưa đến thời cơ nên là mình quyết định đi theo con đường mà bố mẹ đã vẽ ra cho mình. Mình nghĩ là đam mê của mình nó vẫn cháy khi mà mình ngồi trên ghế ở nhà trường thôi. Để trở thành một rapper chuyên nghiệp, đó là một ước mơ quá xa xỉ đối với mình. Bởi vì trước đây khi giáo viên hay là tất cả bạn bè hỏi công việc tương lai hay là bạn muốn làm gì sắp tới, mình chưa bao giờ sẵn sàng nói rằng mình có ước mơ để làm rapper cả. Vì gia đình của mình, thành tích học tập của họ hàng và tất cả những thành tựu của anh chị em trong gia đình quá khủng so với mình, nên là mình cần phải có một cái đam mê và một cái giấc mơ để có thể thúc đẩy bản thân và phát triển. Thật may mắn vì Việt Nam đã có một chương trình rap như thế này để mình có thể tham gia và thể hiện bản thân. Mình sẽ đến đây để giành lại sự công nhận của gia đình mình và tất cả bạn bè, có thể là cả công chúng nữa. Mình quyết định đi theo con đường này và nghiêm túc với nó. Cần đến giờ thi mình mới báo cho gia đình biết là mình đã đậu rap Việt. Và mình cảm thấy rất vui và tự tin khi bố mẹ của mình cũng ủng hộ mình. Mục tiêu của mình đến với rap Việt là mình rất muốn người ta công nhận âm nhạc của mình và con người của mình. Mình có cách sống ra sao và họ nhìn được điều đó ở trên sân khấu. Đó cũng là một cơ hội lớn để mình có thể trau dồi được bản thân và kết nối được với tất cả những rapper khác. Cảm hứng sáng tạo của mình đều đến từ các rapper ở trên toàn thế giới này, đặc biệt là Âu Mỹ. Mình rất hâm mộ Kendrick Lamar hay là MGK, Eminem, tất cả các lyricist đó đã truyền cảm hứng cho mình để mình có thể viết ra được những bài hát tốt nhất. Mình rất trau chuốt trong âm nhạc nên là mình nghĩ mình biết thế nào là một bài hát hay. Mình rất tin vào đôi tai của mình. Phần dự thi sắp tới mình mang lên sân khấu có vẻ là một bài hát rất nhiều người biết đến. Nhưng mà nếu các bạn muốn biết thì đó là một ẩn số và hãy đợi đến vòng chinh phục nhé. Đã đến lúc để mình sống đúng với đam mê của mình. Hẹn gặp lại các bạn. Shout out to Tate, to Dooms và tất cả những anh em ở ngoài Hà Nội đang trông chờ màn trình diễn của mình. It's impossible. Yeah, huh. Dây mở mắt, float trên đỉnh, toàn lên mát tà bốt. Nhấc mày gọi daily order, ly cắm vắt chứng ốp. Có vệ sĩ đứng ngoài cửa và canh gác dưới bốt. Dịch vụ tốt là tâm đắc là xuôi. Amazing good job em. Bước xuống đường lúc 4:20 chiều. Có tấn làm vua, cưới xe tốt, mã lực cao bằng cầu vượt. Nó đang chờ lấy hậu quả của việc ăn chơi nhiều. Bụng quá giờ chưa, thế mà tập này nó vẫn giàu được. Nhiều khi đời đưa nó vào thế khó, lao đao vươn tới vé số. Mấy không đơn trước kịp chốt, đã phải chạy một tập lót. Ngoài dậy sớm ăn chơi, đếm số thời gian trôi. Đặt bằng tức 6:30 chiều. Yo, this is love with the low thumb. Thằng con nào có đơn thì chấm ngon. Anh chẳng muốn tới lúc rồi nhanh hơn. Ăn cùng gia đình mới bữa canh cơm. Bỏ trong ví những tờ màu xanh lơ. Gotta be a bougie. Sướng trước không khổ thế mới ngầu. Be a bougie. Khổ trước sướng sau. Do the shit, do the shit, do 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 do
thái độ bất cần nhưng sống hoàn toàn đàng hoàng, nỗ lực làm giàu kiếm thêm đồng ra đồng vào. Con nhà lính tính làm quan nhìn đây quá là tinh, chỉ là khi có chí làm kinh đâu cần kính làm chi. Họ luôn nói tiền tiền để làm gì, nhưng làm gì để nhiều tiền. Họ luôn nói vẫn nó chỉ hợp được cái tiêu, nhưng chẳng vẫn ai sẽ cái tiếng. Nó biết đẹp cũng ngay thì toàn biết cái sao có tiền chứ ta lại thích đếm. Nếu suy nghĩ chuyển đổi thì chính họ sẽ chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời cho cái điều mình đang hỏi đâu. 500 anh em chỉ kê canh nó lúc vâng vang xin. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần, chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 Vtrano.